lời tiên tri mới nhất về 6 con giáp trúng lớn, tiền rơi trúng đầu, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý vị, quý cô bác trong chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị vạn dặm bình an, phú quý, giàu sang, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị, trải qua bao năm chúng ta đã quá thấm thía cái giá trị của tiền bạc, của vật chất. Nó chi phối hầu như cả một cuộc sống giữa người với người, ngay cả khi đó là anh chị em, là bố mẹ chúng ta. Nhưng người thì nghèo rất mùng tơi, người lại giàu có, chẳng biết cất tiền đâu cho hết. Người thì lăn lộn khổ cực mà vẫn không thể ngẩng đầu lên được, nhưng người lại an nhàn thảnh thơi, ngồi chơi xơi nước mà vẫn đếm tiền sái tay, làm cho bạn bè, làm cho thiên hạ, làm cho anh em phải hết sức là nể nang. Và đầu năm 2024, năm Giáp Thìn sẽ có cái biến động lớn. Trong số 12 con giáp, có duy nhất là 6 con giáp nghe được ý trời và biết được cái vận mệnh ẩn tàng dưới cái thiên tượng chói lóa đó, mở ra cái thời khắc huy hoàng trăm năm mới có một lần, vượt qua cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ cần nghe thấy cái điều này là đổi vận giàu to, hết khổ hết nợ, bao nhiêu vận hạn cũng sẽ vượt qua được, bao nhiêu vất vả khi xưa thì nay đã được đền đáp một cách xứng đáng. Mua nhà lầu, xe hơi, hiên ngang đi giữa đường cùng với cái vali tiền tỷ, khiến cho ai nấy cũng phải đỏ mắt vì ghen tị. Thiên cơ được tiết lộ bí mật nào, cái vận trình của 6 tuổi này trong năm 2024 sẽ ra sao, tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Số trời định sẵn mệnh giáp vàng, 6 con giáp này sẽ rũ sạch xui xẻo, đổi vận giàu sụ trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Theo tử vi khoa học dự báo, 6 con giáp đổi vận giàu sụ năm 2024 dưới sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh có thể trở nên giàu có như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá của thiên hạ. Sau những xui xẻo phải chịu trước đó thì năm 2024, năm Giáp Thìn, thực tế họ sẽ rất vui vẻ và làm ăn sẽ rất dư giả với họ. Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, ở video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số đổi đời. Dễ trúng số đổi đời trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì trong video này tôi tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp, 6 con giáp sẽ có lộc về cái tiền bạc. Về cái tiền bạc, không phải là cơ hội trúng số, nhưng mà họ sẽ dễ có lộc về tiền bạc. Đó, và cũng sẽ được may mắn, khó ai sánh bằng. Đó, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng ta biết cái năm 2024 là năm Giáp Thìn. Giáp Thìn có ngũ hành thuộc hỏa, đúng không ạ? Hỏa sinh thổ, đúng không ạ? Hỏa thì hòa với hỏa, và hỏa thì bị thủy khắc. Đó. Trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì để xét con giáp may mắn thì chúng ta có một cái cực kỳ là may, đúng không ạ? Nó là một cái gọi là gì, trong bát tự nó gọi là thực thần. Những người được thực thần sinh cho thì sao? Thì cái công việc sẽ hanh thông thuận lợi, đúng không ạ? Và sẽ có lộc ăn uống, sẽ được lộc thừa kế và sẽ được tiền tiêu, tức là sẽ được người khác cho tiền, được người khác mang tiền tới cho. Đó là lộc thực thần. Nó khác với lại cái lộc về thiên tài và lộc tồn nhé. Đó. Và nó, cái lộc về thực thần ấy, nó cũng được tính theo cái thiên can của năm sinh, đúng không ạ? Và năm 2024 là năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Tức là cái thực thần là cái mà gì? Cái mà ta sinh cho. Cái mà ta sinh cho. Đó. Cái ta sinh cho thì được gọi là thực thần, hoặc là gọi là thực thương. Nếu mà cùng dấu thì là thực thần, mà trái dấu thì là thương quan. Như vậy, năm 2024, năm Giáp Thìn, thì những tuổi nào ấy sinh, nó có ngoài thường mộc, giáp là mộc, mộc thì sẽ được gì? Sẽ được thủy sinh cho. Như vậy, những con giáp nào có thiên can là thiên can mà thuộc thủy ấy, tức là gì? Thiên can nhâm và thiên can quý thì sẽ được là thực thương. Đó. Thực thần sẽ là thiên can nhâm, nhâm sinh con giáp thì gọi là thực thần. Nhâm sinh giáp tức là sinh xuất. Những tuổi mà có thiên can là nhâm ấy, thì sinh cho giáp gọi là sinh xuất, đúng không? Sinh xuất là nó là thực thần. Vậy nên là gì? Những người có thiên can nhâm và thiên can nhâm thì sẽ được thực thần nhá. Còn thiên can quý thì sẽ là thương quan. Đó. Như vậy tất cả những con giáp có thiên can nhâm, đó, thì sẽ được may mắn về cái lộc gọi là lộc tiền bạc, lộc thừa kế, đó, lộc ăn uống. Thì trong cái thời gian này, trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì quý vị sẽ là những người mà rất dễ được mời đi chơi, mời đi tụ tập đâu đó, hoặc là dễ có cái cơ hội kết nối với người khác. Đó, từ đó gì, hoặc là trong thời gian này thì cũng dễ được gì, được anh em, được bạn bè mang tiền đến cho. Đấy, một số người, bị các bác lớn tuổi thì cũng có thể là được gì, được con cháu nó làm ăn, ăn nên làm ra, nó mang tiền về biếu xén, vân vân. Đó, thì đó là cái lộc thực thần. Và những con giáp nào sẽ may mắn được cái lộc thực thần trong cái năm 2024
thì chúng ta cùng xét này, đúng không? Chúng ta có những người có thiên can nhâm, nhâm thủy đúng không ạ, sinh cho giáp mộc thì nó là gì? Nó là thực thần. Đó, thì nhâm thủy sinh cho giáp mộc thì là sinh xuất đúng không ạ? Thì là nó là những tuổi sau này. À, nhâm đầu tiên có nhâm tí 1972. 1972 nhâm tí cũng hệ tuổi mộc. Thứ hai là nhâm dần 1962. Có hệ tuổi kim. Tuổi nhâm thìn 1952 cũng hệ tuổi thủy. Nhâm ngọ 1942 hoặc là gì? 2002 có ngũ hành thuộc mộc. Nhâm thân là 1992 có ngũ hành thuộc kim. Và cuối cùng là nhâm tuất 1982 có ngũ hành thuộc thủy. Đó. Đây là những con giáp mà được lộc thực thần, dễ được lộc ăn uống, dễ được lộc đi chơi, dễ được mời đi du lịch, dễ được mời ăn nhậu, vân vân. Đó. Thì cái thực thần nó cũng là cái tốt để nó cho quý vị và các bạn một cơ hội kết nối, kết giao với những người khác và sẽ được lộc may mắn về vận tiền bạc. Nó cũng giống như xem như cái thằng thiên tài. Đó. Cũng được người khác cho tiền, cũng được người khác tặng tiền, cũng được người khác tặng thưởng. Đó. Nhưng mà cái này thiên về gì? Thiên về được người khác tặng. Nó là một cái may mắn. Nó có thể là quý nhân đem đến cho cơ hội đấy. Ví dụ như là các bác sẽ được lộc thừa kế một cái nhà, thừa kế một cái xe, hoặc là thừa kế một khu đất, một cái doanh nghiệp nào đó vân vân. Thì cái lộc này nó cũng khá là lớn. Nên các bác mà có tên trong này ấy, thì cũng phải gì? Cũng phải nên trân trọng cái lộc thực thần này đó. Và chúng ta cùng xét xem là trong các tuổi đó thì tuổi nào sẽ là may mắn nhất. Đó, đầu tiên xét này. Năm Giáp Thìn là cũng hệ thuộc hỏa đúng không? Hỏa sinh thổ. Như vậy là gì? Thổ là tốt đầu tiên. Thứ hai là gì? Hỏa tiểu hòa với hỏa là tốt thứ hai. Thứ ba là gì? Thủy khắc hỏa là tốt thứ ba. Chúng ta cùng xem nhé. Năm 2024 là có 6 con giáp. Đầu tiên là có 1972 là nhâm tí cũng hệ thuộc mộc. Đúng ạ. 1962 nhâm dần cũng hệ thuộc kim, không có đúng ạ. Tiếp theo là mệnh thổ thì không có con nào rồi. Đúng ạ. Mệnh hỏa trong 6 con này cũng không có. Tiếp đến là mệnh thủy. Mệnh thủy thì chúng ta có 1982 là nhâm tuất và 1952 là nhâm thìn. Đó. Thì ông nhâm thìn sẽ may mắn hơn ông nhâm tuất, tại vì nhâm tuất 1982 đúng không ạ, nhâm tuất 1982 thì sẽ bị gì, thìn tuất là tương xung, bị xung khắc, vậy nên là gì, cũng khá chật vật thì mới gì, mới được ăn uống nó vui vẻ đấy. Thì cái lộc thực thần thì các bác phải nhớ là khi mà đến lộc thực thần, tức là chúng ta được ăn uống, được mời đi chơi, được quan hệ kết giao, được lộc trời cho, được những cái lộc mà từ thừa kế vân vân, hoặc được tặng tiền, tặng thưởng tiền, tặng xe, tặng nhà vân vân, thì các bác cũng cần phải nhớ là trong thời gian này cũng phải giữ gìn sức khỏe. Lộc thực thần nó lộc ăn uống nhiều thì các bác cũng phải gì, kiêng ăn đủ cay nóng, tránh nhậu nhẹt nhiều quá và phải giữ gìn sức khỏe để chúng ta làm việc được tốt hơn nhé. Đó, tiếp theo là gì, mệnh thủy thì những người tuổi nhâm thìn sẽ may mắn hơn. Đó, tiếp theo là chúng ta xét những người tuổi khác này. Còn nhâm tuất ấy, ông nhâm tuất năm 2024 năm Giáp Thìn và tuổi nhâm thìn nhá, thì cả tuổi thìn và tuổi tuất năm 2024 năm Giáp Thìn thì đều bị phạm vào thái tuế đấy. Vậy nên là trong hai tuổi này thì trong năm 2024 ấy, thì cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế nhá. Đó. Bên cạnh đó, để tăng thêm cái vận may về lộc thần, tăng thêm cái quan hệ của mình lên ấy, thì quý vị có thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Đó. Thì với những người tuổi tuất thì có thể sử dụng vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất, còn với người tuổi thìn thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để được may mắn và mọi sự sẽ được hanh thông. Đấy. Thì cái phần tiếp theo của chương trình tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái cơ hội thăng quan tiến chức, những con giáp nào sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, đúng không ạ? Đấy, thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi này. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi đúng có hành thủy đó, sau đến hành mộc ạ. Hành mộc thì bao gồm những người sinh năm 1942 là nhâm ngọ, hoặc là 2002 là nhâm ngọ, 1972 là nhâm tí, đúng không ạ? Nhâm tí và nhâm ngọ thì đều ngũ hành mộc. Mộc thì sinh cho hỏa, vậy chỉ là bị sinh xuất, bị thất tài. Vì bình thường thì các bác 1982 này, 1982 và 1952 thì suốt ngày được mời đi ăn đi uống, đúng không ạ? Nhưng mà mình đây, những ông mà 1942 hoặc là 1972 thì đã dễ phải để mời người khác ăn uống, dễ chuyện thất thoát tiền bạc, đúng không ạ? Nhưng mà thất thoát tiền bạc đây thì cũng là một chuyện tốt đấy các bác, không phải là xấu đâu đấy. Thất thoát tiền bạc đây có thể là gì, nó chủ về cái gì, cái quan hệ xã giao, nó chủ về cái quan hệ để chúng ta có được thêm cái mối làm ăn. Vậy nên là gì, đôi khi mất nhiều tiền nhưng mà cũng lại kiếm được cái mối làm ăn tốt đó. Đó là những người tuổi
tuổi 1942 là tuổi 1942 và 2002 là Nhâm Ngọ và 1972 là Nhâm Tý. Thì chúng ta sẽ khá vất vả hơn, ăn uống cũng khá vất vả hơn so với cái tuổi 1982 và 1952. Đấy. Vậy nên là trong thời gian này ấy, thì trong hai tuổi này thì những người tuổi Nhâm Tý này sẽ may mắn hơn này. Do là được gì? Được cục diện là Thân Tý Thìn Tam Hợp. Ông này được tam hợp. Và ông gì? Ông 1942 Nhâm Ngọ thì bị phá nên là gì? Chỉ được đứng thứ 4 thôi. Thì những người tuổi Ngọ và tuổi Tý ấy, thì cũng phải nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân, đúng không ạ? Những người tuổi Nhâm Ngọ thì sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Những người tuổi Nhâm Tý thì nên sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp cho vận trình nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đấy. Khi được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì các bạn sẽ có lộc thực thần lớn hơn và sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn và cũng thừa kế được nhiều tiền hơn, được tặng thưởng, được cho nhiều tiền hơn. Đó là cái lộc thực thần. Tiếp theo chúng ta xét về những người mệnh kim nhé. Mệnh kim thì chúng ta có 1962 là Nhâm Dần và 1992 là Nhâm Thân, đúng không ạ? Thì hai ông này là thuộc ngũ hành thuộc kim. Kim bị hỏa nó khắc, tức là bị lệnh năm nó khắc ấy. Nó khắc thì là sao? Thì là sẽ phải khá vất vả, sẽ khá chật vật đấy. Mặc dù cũng được lộc đấy, nhưng mà vừa ăn vừa lau nước mắt đấy. Phải nói nó như vậy mới đúng với gì? Mới đúng với tuổi Nhâm Thân và Nhâm Dần. Nhưng mà tóm lại là gì? Các bác vừa ăn vừa lau nước mắt nhưng nó được việc thì mọi sự vẫn cứ hanh thông thuận lợi. Mặc dù nó có chút khó khăn nhưng mà ok, tổng quan lại thì sự vẫn thành. Vậy nên là trong thời gian này để đỡ vất vả hơn thì những người 1992 Nhâm Thân và 1962 Nhâm Dần ấy thì cũng cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Đó. Là vòng tam hợp quý nhân với những người tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ sử dụng cái vòng là Thân Tý Thìn, còn những người tuổi 1962 Nhâm Dần sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Đó, để trợ mệnh hộ thân. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số 0989349419 để thỉnh cái vòng tam hợp này. Cái vòng đã được khai quang trì chú và sẽ được xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị thỉnh vòng tam hợp thì hãy để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh và giờ sinh để được xem ngày sử dụng nó chuẩn nhất. Khi mà vòng được xem ngày sử dụng theo đúng tuổi, đúng năm sinh, ngày tháng năm sinh của quý vị thì nó mới phát huy được cái công năng tốt nhất, nó phù trợ cho quý vị thoát khỏi được những cái tai ương và mang lại cái may mắn và thành công. Đó là những người 1962 và 1992. Thì đó là cái đầu tiên, những người may mắn đầu tiên là những người thân can nhâm là được gì? Thực thần độ mệnh. Nếu mà quý vị và các bạn mà xem cái tử vi ngày của tôi vẫn hay nói đó, được thực thần chiếu mệnh, có lộc ăn uống, vân vân đó. Thì nó chính là cái ông thực thần này. Và trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì ông độ vào những người mệnh có thiên can là nhâm. Tiếp theo ta xét một cái tuổi nữa. Một tuổi nữa mà được cái may mắn, cũng may mắn không ai sánh bằng. Đấy là gì? Cái đường quan lộc nó được thuận lợi nhá. Thì cái quan lộc nó được thuận lợi nó là gì? Nó là chính là cái chính quan đấy. Cái chính quan nhá. Cái chính quan là gì? Cái chính quan nó là cái mà thiên can nó khắc được, đúng không ạ? Năm 2024 năm Giáp Thìn là nó có gì? Nó có thiên can là Giáp. Giáp thì sẽ khắc gì? Giáp mộc thì khắc Kỷ Thổ, đúng không ạ? Vậy nên là những người có thiên can Kỷ thì lại được cái bộ tam hợp là gì? Giáp Kỷ Hóa Thổ. Vậy nên là những người có thiên can Kỷ từ thêm bộ là Giáp Kỷ Hóa Thổ nữa, vừa được gì? Vừa được cái thiên can hóa ngũ phúc, lại vừa được cái gì? Lại vừa được cái lộc chính quan. Đó, chính quan tức là gì? Các bác làm việc cũng khá vất vả, nhưng mà gì? Những người làm ăn chính trực, làm ăn ngay thẳng thì sẽ có được cái lộc, thì sẽ có lộc có lá, và cái con đường quan vận nó sẽ được thuận lợi và may mắn hơn. Thì nó là những người nào? Đấy, thì xin mời quý vị cùng theo dõi này. Đó, chính quan thì nó sẽ rơi vào gì? Giáp mộc khắc Kỷ Thổ là khắc dấu, nó là chính quan nhé. Thì chính quan nó rơi vào những người có thiên can được Kỷ. Kỷ thì có những tuổi sau này: Kỷ Sửu là 1949 hoặc là gì 2009, không có thể thuộc hỏa. Đã. Tiếp theo là Kỷ Mão 1999, không có thể thuộc thổ. Tiếp đến là Kỷ Tỵ 1989, cũng ai thuộc mộc. Kỷ Mùi 1979, cũng ai thuộc hỏa. Tiếp theo là Kỷ Dậu 1969 là ngũ hành thuộc. Kỷ Dậu 1969 là thổ. Và cuối cùng là 1959 là các bác Kỷ Hợi đấy, là có ngũ hành thuộc mộc. Ngũ hành thuộc mộc là bình địa mộc. Đó. Thì trong năm cái tuổi này, đúng không ạ? Và năm 2024 thì sẽ được chính quan độ mệnh, tức là con đường quan vận sẽ hành thông
và sẽ có cơ hội là thăng quan tiến chức, lên chức tăng lương. Vậy nên là những người nào ấy, trong thời gian này ấy, thì đang làm việc chính thì cũng dễ dàng được thăng quan tiến chức đó. Và chúng ta sẽ có những tuổi sau này, tuổi may mắn nhất thì đó chính là những người có mệnh gì, có mệnh thổ. Thổ thì chúng ta có Kỷ Dậu và Kỷ Mão 1969 và 1969 và 1999 đúng không ạ? Nhưng những người tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ may mắn hơn vì là được cục diện là gì? Là Thìn và Dậu là nhị hợp. Vậy nên là tuổi này may mắn hơn. Đó. Còn ông Kỷ Mão 1999 thì lại bị cục diện lục hại nhá. Bị lục hại với Thái Tuế đúng không ạ? Bị lục hại với Thái Tuế là Thìn. Thìn và Mão là lục hại nhau. Như vậy là năm 2023 năm Quý Mão ấy thì những ông tuổi Mão bị trực Thái Tuế. Còn sang năm 2024 năm Giáp Thìn thì lại bị gì? Bị lục hại với Thái Tuế. Đấy, thì hai năm Thái Tuế liên tiếp. Vậy nên những người tuổi Mão này đặc biệt lưu ý này, năm 2023 cần phải luôn có một cái kim bài Thái Tuế và năm 2024 cũng vậy. Đấy, thì để được may mắn và bình an hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đây. Cùng xét đến cái ngũ hành thứ hai, ngũ hành Hỏa. Hỏa chúng ta có gì? Có những người 1979 là Kỷ Mùi và những người tuổi 1949 là Kỷ Sửu. Đó, thì Kỷ Sửu và Kỷ Mùi đây, 1949 thì là may mắn thứ 3. Và tuổi may mắn thứ 4 là những người tuổi Kỷ Sửu và Kỷ Mùi 1979. Đó. Là ngũ hành thuộc Hỏa được tiểu hòa. Đó. Còn đâu những người mà sinh năm 1989 và 1959 ấy là Kỷ Hợi và Kỷ Tỵ ấy thì cũng ngoài thuộc Mộc. Mộc thì sinh xuất cho Hỏa, như vậy là cũng gì? Cũng được việc nhưng mà cũng khá vất vả. Vậy nên là những người Kỷ Tỵ và những người Kỷ Hợi thì là Kỷ Tỵ là 5 này, Kỷ Hợi là 6. Đó. Đây là 6 con giáp mà may mắn trên con đường quan vận của mình. Công việc thì sẽ được hanh thông thuận lợi. Các bác làm việc thì miệt mài, làm việc khá là chỉn chu ấy. Nhưng mà những người mà được nó sinh cho ấy thì gì? Thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ đỡ vất vả hơn. Còn những người mà bị khắc chế thì công việc sẽ khá là vất vả. Đó. Nhất là những người nào có ngũ hành thuộc kim. Đó. Như vậy thì với những người mà mệnh kim này, với những người mệnh mộc này, như 1989 và 1959 thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu hoặc là Hợi Mão Mùi để tăng cường cái vận thế cho mình, để giúp cho đường quan vận được hanh thông thuận lợi hơn, đỡ bị những cái trắc trở, đỡ bị những cái thị phi. Bên cạnh đó thì những người tuổi 1969 thì cũng là những con giáp may mắn, đúng không? 69 Kỷ Dậu và tuổi Kỷ Mão là hai tuổi may mắn nhất, là cũng hay được thổ. Thì để tăng cường thêm con đường quan vận cho mình thì quý vị cũng cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu hoặc là vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, giúp cho con đường công danh sự nghiệp của mình nó được may mắn và thuận lợi hơn. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì đây nói về cái lộc thực thần, đó là cái lộc ăn uống và những con đường quan vận của những gia chủ này sẽ được hanh thông và thuận lợi hơn. Đó. Thông qua video ngày hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về những con giáp may mắn này để quý vị biết trước cái vận trình của mình để sang năm 2024 năm Giáp Thìn quý vị sẽ có những cái bước đi đúng đắn hơn trong công việc, giúp cho vận trình của năm nó được thuận lợi và hanh thông, công việc thì cứ thuận đà phát triển và sẽ thu hút được về tài lộc cũng như là may mắn đến với mình cũng như là gia đình trong cái năm. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.